Chào các bé. Bé ơi, hôm nay bé cùng cô tập đánh vần, tên các con vật nhé. Thờ o thò hỏi thỏ, thỏ, con thỏ. Con thỏ. Gà ga huyền gà, gà, con gà. Con gà. Mèo huyền mèo, mèo, con mèo. Con mèo. O cờ ốc sờ ốc sóc, sắc sóc, sóc, con sóc. Con sóc. Khờ y khi hỏi khỉ, khỉ, con khỉ. Con khỉ. Chờ o cho sắt chó, chó, con chó. Con chó. Eo, hờ eo heo, heo, con heo. Con heo. Bờ o bo huyền bò, bò, con bò.
con bò. Hờ ô hô hỏi hổ, hổ, con hổ. Con hổ. Cờ a ca sắc cá, cá, con cá. Con cá. O ao, bờ ao bao sắc báo, báo, con báo. Con báo. Cờ o co huyền cò, cò, con cò. Con cò. Bài học đến đây là hết rồi. Các bạn nhớ like và subscribe kênh nhé. Bye bye.